top 5 clip hay nhất của mình trong tựa game Blood Food. Thông báo với anh em một tin buồn là lúc 2 giờ sáng hôm nay mình vừa bị bay kênh TikTok 55.000 follow và thực sự cả đêm qua mình đã mất ngủ. Chỉ mong một điều duy nhất là anh em đăng ký kênh YouTube này giúp mình và xem hết clip này để mình có động lực ra những clip hay hơn nữa nhé. Tứ đại thiên vương của thế hệ không là gì, gồm những ai và họ kinh khủng như thế nào? Trước khi bắt đầu thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về tứ đại thiên vương. Đây được gọi là cán cân quyền lực để cân bằng giữa 4 khu vực khác nhau trong Blood Food, bao gồm Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Âu và Châu Á. Tính đến thời nay, tứ đạo thiên vương đã trải qua 3 đời. Chúng ta hôm nay sẽ tìm hiểu về đời đầu tiên của nó, đó là thế hệ không. Ở Bắc Mỹ, chúng ta có Zeb Macau. Ở thời điểm này, đây có thể coi là người mạnh nhất Bắc Mỹ, cũng như là player sử dụng si sui thành thạo nhất của cả thế giới. Ở thời kỳ huy hoàng của mình, Zeb Macau đã cùng Crew, Black Dude tiền thân của Midnight, đã tung hoành khắp cõi Bắc Mỹ. Tuy nhiên, Zeb Macau và Black Dude vẫn coi quỷ vương Diablo là một người không nên đụng vào. Ở Nam Mỹ, chúng ta có một role player rất quen thuộc, đó là Infinity Agility. Khoảng thời gian này, IM Gun vẫn là cực kỳ khó trong mặt bằng chung. Tuy nhiên, Infinity đã có thể IM combo, và nên nhớ đây là thời kỳ update 12.13 nên không quá khó hiểu khi mọi người gọi Infinity ở thời gian này là IM Botter. Nhưng sau này mọi người bắt đầu đã nhận ra và hiểu rằng kỹ năng của Infinity đã đi trước thời đại đến 3 update, một con số rất khủng khiếp, và cũng đã chứng tỏ được sức mạnh của Infinity. Đến với châu Âu, chúng ta có Mr. Cracky, top 1 qua ke của thế giới. Đây có thể coi là pro player duy nhất có thể so với quỷ vương Diablo của Bắc Mỹ. Vào thời huy hoàng của thế hệ không, Mr. Cracky đã trở thành nỗi ác mộng của vô số người trong PvP lẫn qua. Đến cả Evil Inset player đầu tiên có Pirate King cũng cực kỳ kính nể Mr. Cracky. Anh ta cũng từng là captain của CP0, Real Cypherbone 0 của Alemin, châu Âu trong thời kỳ huy hoàng. Tuy nhiên, Mr. Cracky đã quyết định gác kiếm cuối cùng, đó chính là châu Á. Có thể nhiều bạn sẽ nghĩ rằng Việt Nam mình là bá đạo nhất, nhưng thật ra thành viên cuối cùng của tứ đại thiên vương chính là Zedio của quốc gia Bangladesh. Zedio là người bí ẩn và ít thông tin nhất trong bộ tứ. Tuy nhiên, chiến tích của Zedio cực kỳ là đáng nể. Toàn cõi châu Á thời thế không đều rất kinh hoàng với kỹ năng của bạn này. Trước đây, Nam Noob Gaming đã từng gây drama với Yahoo Zoblock, dẫn đến một trận qua định đoạt. Zedio đã đứng ra và dùng combo huyền thoại của mình, đó là Ursidum Rite, Death Step của mình, để hành Nam Noob Gaming. Dù đã được một member của crew huyền thoại Demon Squad hỗ trợ là Eeveer Deathstorm, tuy nhiên Deathstorm đã bị đánh bại bởi Zedio hành cho đến mức bị cho là Ambot. Thời huy hoàng của Zedio tuy đã qua, nhưng một chiến tích huy hoàng đó là 1-2 Win, Tiger và Angel ngay trên Bắc Mỹ. Zedio là người mạnh nhất trong bộ tứ và còn có một danh hiệu, đó là kẻ sử dụng Death Step chết người nhất của thế giới. Những sự thật về Poting, game thủ PvP hay nhất bị admin ban khỏi Blood Food vì IM quá kinh dị. Poting là người nước Anh và OG là đồng đội thân thiết của anh ta. Poting là player từ thế hệ không, tuy nhiên đến tận thế hệ 1 Poting về có tiếng nói nên vẫn được tính là thế hệ 1. Ở thế hệ không chỉ có mỗi khu vực châu Âu biết đến Poting nhưng không nhiều. Poting là player duy nhất bị admin ban vì IM quá tốt. Thực tế Poting bị ban vì sử dụng auto farm, nhưng ai cũng biết đó là cái cớ admin E ban. Admin E là captain của CP0, đã cho đội ngũ admin xem xét Poting IM và tất cả đều cho rằng Poting Ambot đây là một quyết định có phần cảm tính và lạm quyền, bởi vì Tiger cũng từng bị ban một lần tương tự như vậy. Cho dù có vô số người auto farm, Poting có tên thật là Kobe, cái này thì chưa được xác minh, nhưng những người thân quen đều xác nhận đây là tên thật của bạn ý, và đây chính là real play của player này. Poting có một file collection riêng và trong đây là toàn bộ những player có tiếng khác mà Poting đã PvP, không hề có một trận thua nào cả. Trong này có rất nhiều gương mặt như Tiger, Toxic Dream, Isaaco, Malicious, Đệ Thập Nhị, Iberry, Xcity, PXMZ, Ricky, OZ và vô vàn cái tên khác. Poting là người gián tiếp tác động lên luật qua ở châu Á. Eric Gaming, IT đã học Poting và sau đó phổ biến ra. Sau này Iberry City cũng học được theo Poting và cố gắng gạ gẫm rất nhiều crew qua một gun để rồi phổ biến nó như bây giờ. Poting có thể nói là một tác nhân to lớn để châu Á có thể hoàn toàn bắt kịp thế giới. Poting đã nghỉ game từ up 17 part 3 và chỉ chơi vài lần đầu nếu rảnh. Tuy vậy, Toxic Dream luôn liên tục thách thức khiêu khích Poting, cũng như tự cao tự đại cho rằng mình là kẻ mạnh nhất. Nhưng câu nói nổi tiếng mà anh em có thể đã biết như là phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi, Poting vẫn hạ đo ván Toxic Dream 3-0 trong sự ngỡ ngàng và đầy tức giận của player này. Poting ở lần đầu tiên PvP với Fer999 3-0 vì lúc này Fer999 dùng combo Ursidum Bright và liên tục combo one shot Poting trong một combo, vẫn phải gọi Poting là một embosser. Poting và Tiger cực kỳ thân nhau, tuy nhiên bọn họ cũng cực kỳ ghét nhau do tính đá đểu và hay gáy bẩn của cả hai. Trong khi qua hay là PvP, cuộc chiến của họ đã kéo
kéo theo OG và Iseco hình thành lên kèo đấu 2v2 hay nhất trong Blockfoot. Kết quả đó là hai bên hòa nhau và đã ngừng chiến do Poting đã nghỉ game. Sau này Poting có Hepper Chaker trong một trận qua với Infinity Xfinity và kết quả cuối cùng đó là Poting và Chaker đã chiến thắng suýt soát 5-4. Poting được mệnh danh là kẻ mạnh nhất thế giới không phải là do không có cơ sở, bởi vì những ai đã PVP với Poting đều thừa nhận là Poting mạnh hơn, trừ Toxic Grim. Cũng vì vậy, danh hiệu kẻ mạnh nhất Blockfoot đã nghiễm nhiên thuộc về player này. Top 5 crew mạnh nhất trên YouTube mà rất ít người có thể làm được. Top 5 ROD hay được gọi với cái tên là Rune or Die. Đây là một crew của player Việt Nam có tên là Min Kute VIP Pro. Crew của bạn ấy đã nổi từ update C2, lúc đó bạn ấy đã leo được top 1 crew trong bảng xếp hạng. Sau đó bạn ấy đã bỏ game do bị banner up. Bạn ấy đã tự đứng dậy sau những lần vấp ngã ấy và sự cố gắng không nghỉ cho tới ngày hôm nay. Hiện tại thì bạn ấy lập crew cho vui vẻ thôi chứ không leo top nữa anh em ạ. Đây cũng là một sự nỗ lực mà rất ít game thủ có thể làm được trong tựa game Blockfoot. Top 4, Oggy. Đây là một crew của người Việt Nam được tạo vào khoảng update 13-14 bởi một người chơi tên là Phùng Vinh. Từ khi được thành lập, Oggy đã thể hiện được sức mạnh và tiềm năng to lớn của mình. Oggy đã suýt thua Demon's World crew mạnh thứ 3 thời đó với tỷ số 5-4. Sau khi Sea 3 được ra mắt, Oggy đã thay đổi rất nhiều và có thêm những gương mặt thay thế và mới mẻ, có thể kể đến như là Thích Gamer, Zhaoli và cả Iberry Xility. Hiện tại Oggy tan rã. Top 3, CP0 hay được gọi là crew Cypher Vulcan của Admin đã hội tụ rất nhiều cái tên tiêu biểu như là Winno Name, Isekai, V2Nin, Fer999, EVNG, TheXXD, Mr. Cracky và vô vàn cái tên đầy sừng sỏ khác. Không những thế, trong Discord của CP0 thu hút rất nhiều pro player có tiếng khác từ khắp năm châu quy tụ. Chỉ những người có danh tiếng mới dám bắt chuyện hay bàn luận trong chat tổng của CP0. Hiện nay châu Á được dẫn đầu bởi Gen Royalty, châu Âu là Viral và Bắc Mỹ được dẫn đầu bởi Captain Nova XCT. Tính đến bây giờ họ đã có rất nhiều, tổng là tất cả 190 trận wow win. Quá là kinh dị phải không anh em? Top 2, Soul Society. Đây là crew đến từ nước Pháp xa xôi, được thành lập bởi Chaker vào khoảng update 16. Crew này quy tụ rất nhiều pro player đến với kỹ năng rất là kinh khủng, có thể kể ra như là Iseko, Lanke, Towit. Soul Society là crew cận đại duy nhất được đánh giá là một trong những crew mạnh nhất trong lịch sử, và họ đã đánh tan nát CP0 liên tục 3 lần 7 năm với Oggy và chỉ nhận thất bại duy nhất khi đối đầu với Poting và OG. Hiện tại cả Lanke và Chaker đều đã mất hứng chơi game nên sự tồn tại của Soul Society có lẽ chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa. Top 1, Midnight. Đây có lẽ được gọi là crew mạnh nhất trong lịch sử Blockfoot, nên nếu xem xét về các đối thủ và danh tiếng và thời kỳ huy hoàng của Midnight, crew này được lập tên vào update 13 bởi rất nhiều người và không ai đứng đầu. Thật sự trong tập thể này, thành viên của crew này thuộc những cái tên khủng nhất và ghê gớm nhất như Nova, XCT, Captain của CP0, Blacknet, Captain của crew huyền thoại, Blacklux, Sunnaboy, Hector, Aoi, Aomo. Top 1, Joru của Blockfoot update 14, Jack Macau. Top 1, Sisu của thời đó, Malaysia đệ thập nhị, kẻ mạnh nhất Colombia, Infinity, Xility, kẻ mạnh nhất Brazil, và đặc biệt là cả Poting, kẻ PVP hay nhất Blockfoot, và vô vàn cái tên sừng sỏ khác. Top 5 YouTuber PVP hay nhất Blockfoot ở thời điểm hiện tại mà 99% các bạn chưa biết. Top 5, Infinity, Xility. Đây có thể nói là player mạnh nhất hiện tại của Nam Mỹ, là một trong 4 nhân vật của tứ đại thiên vương thời thế hệ không. Đây là một pro player người Brazil và là YouTuber có nhiều highlight nhất pro từ thời kỳ rất là xa xưa. Crew đầu tiên mà Infinity tạo nên tên tuổi đó chính là Baroque, đối tượng lớn nhất của Midnight thời update 14, gồm những player siêu khủng như PXZM, Bricky. Hiện tại trình độ của Infinity đã gần đạt đến giới hạn của bản thân nên là không phát triển lên nhiều nữa. Tuy nhiên trình độ AIM của Infinity vẫn như vậy, vẫn rất là ghê gớm đối với thế hệ 2. Top 4, Chaker và Poting. Nhiều bạn sẽ đặt ra câu hỏi, rõ ràng mình đã từng nói Poting là kẻ mạnh nhất, tại sao bây giờ lại ở top 4? Sự thật là Poting vẫn vào chơi game, tuy nhiên trình độ của Poting đã suy giảm đáng kể. Đối với Chaker thì giờ đây cũng đã không còn chơi nhiều như trước và trình độ cũng đã suy giảm nặng. Tuy trong thời kỳ đỉnh cao, cả hai pro player này đã lập nên rất là nhiều câu chuyện huyền thoại. Giờ đây cả hai đã không còn thù oán như trước và có mối quan hệ rất là tốt đẹp. Cả Chaker và Poting đều đã bị vô số pro player há đo ván do họ đã tập luyện và trở nên mạnh hơn rất nhiều, như PXZM, Toxic Grim, Hiya, Snowy và OG. Dù vậy nhưng câu chuyện của riêng họ vẫn còn đó và được coi là một nguồn cảm hứng to lớn. Top 3, OG. Đây là một pro player thân cận nhất của Poting thời kỳ đỉnh cao. Sau khi người bạn đồng hành của mình quyết định nghỉ ngơi thì OG đã có một số thay đổi to lớn, đó chính là anh ta đã mua một cái laptop
mới 200 FPS để mọi người có thể dễ hình dung ra, thì trước đó OG đã qua và PVP bằng một cái laptop cũ chưa tới 70 FPS nên là không quá khó hiểu. Sau khi trở lại, OG đã vô cùng mạnh, vượt qua người bạn vô tình và cho Toxic Grim một trận hành để hắn ngưng ảo tưởng về sức mạnh của bản thân. Tất cả những người bại trận trước OG nhiều vô số kể như Toxic Grim, Hiwan, Poting và cả Tiger. Và giờ đây OG đã không còn theo cái bóng của người bạn Poting nữa mà đã tự tạo ra câu chuyện của bản thân mình. Top 2, Izeko. Khác với Tiger là sau khi bước chơi dần, Izeko đã trở lại và điên cuồng tập luyện. Sau bao nhiêu thời gian cố gắng và nỗ lực, Izeko đã trở thành một quái vật thực sự, kẻ mạnh nhất nước Pháp hay còn gọi là robot của nước Pháp. Biệt danh này bắt nguồn từ một câu chuyện. Hôm đó có cả Lanco và Tiger đều bận và không thể qua. Izeko đã làm một chuyện rất là chấn động, đó là qua 1v2. Kết quả đó là rất vô lý, Izeko đã thắng 10-0 ở cả châu Âu và Nam Mỹ. Tiger sau này còn nhận xét Izeko rằng là đấu với Poting thì ít nhất tôi có đánh trúng, nhưng mà với Izeko thì không, thằng cha này còn không trượt một cái click nào. Chính câu nói này đã sinh ra robot của đất Pháp, thành viên cuối cùng của thời kỳ huy hoàng Soul Society, Izeko. Và chùm quấy ở clip này không phải ai khác, đó chính là top 1 PXZM. Ở video trước mình cũng đã nói rất nhiều về pro player này. Sơ lược thì đây là một pro player mạnh nhất của CP0, là một trong những đồng đội của Infinity Xfinity thời ba dâu que cũ. Anh ta vẫn cực kỳ là mạnh mẽ và tung hoành liên tục trong CP0. Những chiến tích kinh điển của PXZM gồm 5-1 với Infinity Xfinity, 3-0 với Diablo và 3-0 với Nova Xfinity, 3-0 với Toxic Grim, 3-0 với Towit, và đặc biệt ngay cả OG cũng bị PXZM hành 3-1. Không cần phải nói, danh hiệu YouTuber PVP hay nhất của Blockfoot, kể cả một player bình thường cũng sẽ hiểu sự xứng đáng của PXZM trong vị trí này. Phải nói là quá đỉnh cao luôn anh em ơi. Top combo mạnh nhất theo từng thời kỳ trong Blockfoot Pre-Generation, có nghĩa là tiền thế hệ, bắt đầu từ update 10 đến update 11 thì có combo Chu Chipper Katana và Super Human. Ở thời kỳ này, định nghĩa combo rất là mơ hồ, cũng như lượng player chưa nhiều để phát triển nhanh. Ở thời kỳ hưng thịnh của mình, Chu Chipper Katana có một lượng đam rất khủng và cũng khá là hiếm ở thời kỳ đó. Bước vào server mà thấy Bounty Hunter này thì không khác gì gặp tử thần anh em ạ. Đáng tiếc là sau đó Chu Chipper Katana đã bị admin giảm sức mạnh lại và gần như trở nên phế vật, do player đã bắt đầu hình thành nên những combo như Shisui, Mochi hay Saber. Gen 0 tức là thế hệ 0, từ update 12 đến update 13 thì chúng ta có combo Acidum Pride cộng Super Human. Bắt đầu từ thời điểm update 12 thì định nghĩa combo đã hình thành nên. Đây là một trong những bộ combo onshot đầu tiên cũng như nguy hiểm nhất. Chỉ cần bất cẩn một tí, bounty của bạn sẽ bốc hơi trong tích tắc. Player thành thạo combo này ở thời điểm đó chính là Sundaboy Hector. Combo này tuy đã không còn ở thời kỳ đỉnh cao nhưng vẫn cực kỳ mạnh mẽ và phổ biến trong War hiện tại. Ví dụ như Poting, Nova Xfinity, Infinity Xfinity và cả Tiger vẫn dùng Acidum Pride. Tiếp theo đó là Gen 0.5, tức là thế hệ 0.5 từ update 14. Combo được sử dụng đó là Sackman Karate cộng Pole V2. Đây là hai item đã ra mắt vào cùng thời điểm update 14. Chúng lại kết hợp tạo thành một combo mạnh vô lý. Khi PvP ở update 14 mà gặp 30 triệu bounty thì có 10 thằng, phải đến 9 thằng sẽ dùng combo này. Tuy vậy, thời gian combo này đứng đầu trong thời gian tương đối ngắn. Tiếp theo đó là Gen 1 thế hệ 1, bắt đầu từ update 15 tới update 17. Part 2, player tiêu biểu của Gen 1 là Poting hoặc Tiger. Combo phổ biến nhất thời kỳ này có thể thay thế vào đó là Tushita và Electric Claw, nhưng sức mạnh của nó luôn ở mức khủng khiếp. Tushita có lượng đam rất là lớn cũng như dễ dàng truy đuổi kẻ địch trên cao. Update 15 thì Tushita và Can Vander đã được cho phép trong qua, tuy nhiên đã bị loại bỏ sau đó do sự kinh hoàng và khó chịu của nó mang đến cho đối thủ. Tiếp theo đó là Gen 2, tức là thế hệ 2, bắt đầu từ update 17 part 3 tới thời điểm hiện tại, khỏi phải bàn cãi rồi. Ở vị trí này 100% thuộc về Dao V2 hay còn gọi là Mochi V2. Từ thời mới ra mắt, Mochi V2 đã là một cơn áp mộng to lớn, khỏi phải bàn cãi, bởi vì hitbox quá khủng và combo vô cực chấp đối thủ có dùng Water Body đi chăng nữa. Dù đã bị giảm sức mạnh 2 lần liên tiếp nhưng Mochi V2 vẫn còn một sự hiệu quả to lớn trong PvP. Kể cả một thằng 2.500.000 bounty cũng có thể combo giết được một thằng 30 triệu bounty là chuyện rất là bình thường. Theo mình, combo này sẽ còn đứng ở vị trí cao nhất trong một khoảng thời gian dài nữa mới có thể xuất hiện một combo nào đó thay thế.